Hello nha anh em. Hôm nay Thanh lên bán một số đồ nghề Nhật Bản nha anh em cô chú bác. Có cái gì mang cái đó ha. Bên mình vẫn là ship code và chuyển khoản. Anh em cô chú bác nào chuyển khoản trước mình bao phí vận chuyển, còn ship code nhận hàng trả tiền thì cô chú bác anh chị em trả thêm phí vận chuyển cho bên bưu cục giúp mình. Khách hàng lần đầu mua hàng bên mình thì xin vui lòng chuyển khoản nha anh em cô chú bác. Mình nói cái này anh em thông cảm cho mình ha. Rồi, mình sẽ lên mã sản phẩm đầu tiên của ngày hôm nay. Mã đầu tiên ngày hôm nay là mã B257. Mấy cây cờ lê, có cây cờ lê đó là 23 năm. Cờ lê này bánh cóc, cờ lê bánh cóc của top số 24 là số 22 ha, chỉ có hai số thôi đó. Này thì gạt đảo chiều ha, số 22 với số 24 còn im, nó có dính sơn á, nó dính sơn đỏ cái này cho nó về mình chùi rửa là được tới đây nè, làm khi không có chà nổi luôn á nè, nó dính nhiều ha. Cái này thì tình trạng nó còn ok ha, cái gạt đảo chiều ha. Đó. Bán 107, mã hàng là B257, B258 có hai cái cờ lê, nó không đi đúng số thứ tự ha, số này số 14, số này số 17. Cái này thì người ta có gạch nè, người ta lấy cái máy người ta gạch cho nó có hai cái dấu nè, giống như người ta làm dấu vậy đó. Cái này mình đo là nó 25 năm ha. Còn cái giờ mình đo nó khoảng 33 đó ha. Thì tình trạng nó cũng còn tương đối là số 17 ha, với số 14 là đã có gạch đây cho nó hai hai cái dấu ha. Của KTC. Còn cái này thì đẹp nè, 22 với 24, mình kiếm cây 19 mà kiếm mấy ngày nay kiếm mà không có nên đăng bán luôn ha. Đó. Bán hai cây, có hai cây bán hai cây ha. Hai cây này. Cái này có cái móc này nữa mình gỡ mình tháo ra cho anh em ha. Để mình để gì cho nó có đó. Cái này nữa mình tháo ra, cái móc thôi mình tháo ra mình không gỡ cái này ha, cái này của mình. Để cho nó dính rồi nó không có thất lạc á. Bán 260 ha. Mã là B258. B259. Có 40 cờ lê cũng lùng dụng và nhằn đây chứ không có vô thứ tự gì hết ha. Cái này ghi bả như khi lấy đồ cũng không có nhiều, cái nhỏ nhất mình đo là 15, cái thứ hai mình đo là 20, cái thứ ba đo là 24 năm, cái thứ tư đo là khoảng 31 ha. Cái này là số 8 là số 9 của shipper có đóng chữ giờ băng ha. Cái này thì số 10, số 12 ha, cũng còn tôi nói của KTC. Cái này thì 14 với 17, cái này của Ton ha, cũng còn được. Cái này chắc nó dính dơ quá. Chỗ này nó dính dơ thôi ha. Cái này thì 22 với 19 ha, của Ton đó, nó cũng lụng dụng là dạng này, kệ có luôn bán này không gầy bãi xả cũng không lấy được đồ nhiều. Bốn cây lụng dụng rồi, bán 220 ha, bán là B259. B260 bán cây cần tự động SK11, mình đo về nó khoảng 25 năm ha, xài đầu 1/2 ha, xài đầu 1/2. Này mình gắn khẩu nó nhả nè, nó như mình gắn gì mình đè cái gì mình gắn gì nó nhẹ ha. Mình nhấn nó rớt cái khẩu xuống thôi. Này thì nó xài xài cái kiểu cái bánh răng nó nhuyễn á.
Khẩu này là riêng thôi, mình chỉ bán cái này thôi. Cái này thì nó bọc nhựa, nó chỉ để là SK11 thôi ha. Tình trạng còn cũng tương đối á. Bán 200 ngàn, nó hay là B260, B261. Cũng có cây cần tiếp nữa. Cái này cũng 1 phần 2 luôn ha. Nó để ton LH43K đó. Đó gì nó khoảng 25. Cái này cầm rất là nặng anh em. Này cũng là nhấn nhả khẩu luôn ha, xài 1 phần 2 luôn ha. Gạt đảo chiều. Đó. Ha. Cái giữa thì nó không ăn đâu chứ. Gạt qua nó mới ăn ha. Gạt lại. Nhấn cũng gỡ khẩu ha. Xài 1 phần 2 luôn ha. Màn hình cũng còn tương đối. Ố ố đây xíu ha. Thường ta để nó ố ố cái chỗ này nên ta để nằm kiểu này nè ha. Nhìn chung thì cũng còn được. Cái này cầm rất là nặng tay ha. Cái này bán 300. Bán 300 ngàn ha. Hay là B261. B262. Bán mấy cục khẩu này nè. Ha, mấy cục khẩu này. Mình có 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 cái ha. Nó không có chung thương hiệu ha. Thì cái số nó cũng lộn xộn anh em. Anh em chú ý quan sát mình ha. Mấy cái này nó khẩu là 1 phần 2 hết. Đầu tiên mình quay cái số 8. Số 8 này của KTC ha. Nó đầu lục giác. Còn cũng tương đối. Cái số 10 của KTC luôn. Lục giác luôn. Nó có lục giác, có đầu bông luôn á nè. Cái số 11 lục giác luôn ha. Cái này của KTC luôn. Số 12 đầu bông ha. Cái này thì của Mitsuloy. Nó vẫn có đóng chữ ra băng ha. Để mình lấy nét. Nó ngành theo số 12 ha. Số 13 của Ton ha, đầu bông. Số 14 của KTC ha, đầu bông. Số 15 của Mitsuloy ha, đầu bông. Có đóng chữ ra băng này. Số 17 đầu bông của KTC ha, anh em lưu ý chỗ này ha, nó lộn xộn quá. Số 18 của Flat, nó có để chữ ra băng nữa nè ha. Đầu này đầu lục giác. Số 19 của Xuân Khay, có dấu diếp nội địa nè ha. Mấy này này cũng còn tương đối lắm, tại mình cũng lựa nè. Có thể là bên trong này nó mưa nó ố xét xét thôi, chứ phần đầu ngoài này mình cũng lựa, người ta cũng xài cũng không nhiều đâu. Số 21 của KTC ha. Số 22 của KTC luôn ha. Ở trong là anh em về vệ sinh thêm á là nó sáng. Số 23, số 22, số 24 chứ không có số 23 ha. Số 24 này nó cứ chạy đen chút. Người ta giống như người ta cố tình ta cắt cái này, người ta sơn lên đen miếng nè. Ít thôi nhưng cũng không ảnh hưởng gì nhiều đâu ha. Số 24. Cái này là số 27 ha, của KTC. Số 24 này cũng của KTC luôn. Số 27 của KTC luôn ha. Đó, số 27. Mình bán 14 cục này á ha. Đó mình bán gì? Vậy ha. Nói giống như nãy giờ mình trình bày cho anh em. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 cái khẩu này ha. Mình bán là 460 ha. 460.000, mã hàng là B262. Nó lộn xộn mà giống như mình trình bày đó nè. Là mình bán 460 ha.
lên tiếp mã B263, máng cây cờ lê này, máng cây cờ lê ha. Đó, anh em thấy nó nổ không? Nè, xuống nó nổ ha. Cái lực mình đang dẫn nó nhẹ đó nè, dẫn lên thì mình vẽ xuống nó sẽ cứng chút đó ha. Cái này của Tonichi nè, cái này thì mình gỡ nó ra được ha. Cái đầu này nếu như này mình gịch nó ra thôi đó nè ha. Nên mình đo nó 9.7 á, cái này mình đo dài nó khoảng 19.5 ha. Mình dẫn lên hết là 225 thôi ha, nó có để nè 225 kg f cm ha. Tonichi phần bên đây nó có chốc xi nè, chốc xi đây ha, chốc xi ố gì đây đó nè, mình coi coi. Đây nó chốc xi á ha, bị chốc xi cái phần này nè, chỗ này bị chốc xi ha. Rồi mình có một cây, cái này là cái số W10 ha, ta để vậy đó. Có một cây, có ổ xét xét đây ha, bán 260 ha, 260.000, bán là B263, số của nó ha. Lại số vậy đó. Đó, B263 bán 260. B264 bán cái kìm mẫu quả. Cái này size lớn. Size 3 tấc. Nha, mình đo gì nó 30 nè, ở bên đây nữa nè. Size kiểu mang cá vậy ha. Nhà mở mình đo nó gần 6 phân. Xài kiểu mang cá kiểu này, dân miệng người ta có xài qua ha, mà cũng còn được. Ở đây có chạy chùa ha, có chạy chùa dính sơn, ngoại hình nói chung cũng còn tương đối đó. Đấy là Sanki, có dấu vết nội địa ha. Cán thì có cũ cũ nhưng mà không có tét ha, còn cũng tương đối. Bán 230 ha, mã hàng B264. B265 có cây kỳ mẫu quả size 2.5 tấc, 25. Cái này thì nó có để chữ sao băng ở đây, nó xài cái khía vậy nè, nó có lò xo bún ha. Nhà mình đo khoảng 3.7 cm, dấu miệng còn tương đối ha. Ta có xài nó có dấu khờn khờn đó em, chứ nó cũng còn im ha. IBS nó để nè ha, 250, có lò xo bún, cán có chạy chạy sơ sơ thôi, cũng không đến nổi đâu. Bán 130 ha. Máy hàng B265. B266 bán cây mỏ lớp nhôm. Có cây mỏ lớp nhôm size nhỏ đó. Cái này đo được khoảng 245 của Mỹ, GX8 10 inch đó, 810 là 10 inch thôi. Đây có để USA nè, Ohio USA là 10 inch thôi. Đây cái tem người ta dán vậy. Cái này mình cũng mới lấy về, cũng không có chùi lửa vệ sinh nó nhiều nè. Cái này khi giá trị nó bây giờ nó thấp rồi. Mình đo nhà mở nó gần 5.5 phân ha. Đó. Cái miệng thì nó cũng có dính sơn, mà nó cũng còn được. Bên này nó có cái gân nó hơi dập nè, ở ngoài tú ngoài ít thôi, nhìn kỹ mới thấy đó ha. Nè, dập tú ngoài ha, ở chỗ này ngay chỗ cái móng tay mình ha, ít thôi ha. Đó, nhìn chung thì nó vậy, người ta có xài quá anh em thì nó phải vậy thôi ha. Thì hàng bãi nhiều khi anh em chăm chế được mua nè, còn khi anh em khó tính thì người ta lựa cái khúc mà có đẹp người ta mua ha. Còn mấy cái này thì giá trị nó thấp, mình thì có gì bán đó nè, có đẹp có xấu ha. Bán 230, mã hàng là B266 ha, còn xài ok ha. 230 cây mỏ lít nhôm của Mỹ. B267 bán cây mỏ lít nhanh.
Nó cây như này kiểu vậy ha. Cái này thì mở ở đây thôi. Đó ha. Ngà mở nó, cây này ngà mở khoảng 6 phân á. Đó nó mất thời gian nè. 2 phân rưỡi mở khoảng 6 phân. Cái này là 2 tấc rưỡi ha, chiều dài đó. Nó khép lại là 2 tấc rưỡi, người ta có để nó là 2.50 đó. Đó, cái này mở tới đây thôi ha. Vì mình đo nó khoảng 6 phân ha. Đó. Nó là khép lại là 2 tấc rưỡi. Nó xài như vậy thôi. Nhưng miệng thì người ta có xài qua nó có khờn khờn ha. Cũ. Ở đây cũng vậy ha. Mình bóp lại vậy thôi, bóp lại như mình xài. Gạt xuống gì nó giữ lại đó. Cái này cái lưỡi gà này nó nhiều khi người ta xài nhiều nó cũng yếu quá nè. Giờ anh em nại nó ra là xài ok, loại gạt nó dính ok. Cái này nó có chữ mà nó mờ mờ ở đây nè. À, anh em thấy không? Chữ nó mờ mờ ở đây ha. Nó sơn nó khắc nó mờ mờ thôi. Cái này bán 200 ha. Đó là B267. Lên tiếp mã B268. Bán kèm mỗi lít ngang. Nó ngoại hình nó vậy ha. Cái này của top, nó có đóng chữ ra bằng này. Nằm bãi nó có xét ha, với chóp sơn. Chiều dài đo được 28. Nó cũng còn ngàm miệng nó còn im nhưng mà nó xét ha. Này thì nó làm lỗ lỗ vậy, trọng lượng nó nhẹ đó nè, vì khi mình xài cầm cho nó nhẹ. Nhà mình đo khoảng 7,3 cm thôi. Của hình cũng cũ cũ xấu xấu. Cái ha, có gì bán đó, bán 200 ha. Nó là B268. B269. Bán cục này. Cục này chắc ống đồng á. Đấy là TC103 ha. Phi là 3 đến 16 ha. Chắc là từ 3 đến 16 thôi nè, chứ không có lớn hơn được ha. Nè. Nó nhỏ thôi. Cái này lưỡi còn ngon ha. Đó ha. Lưỡi còn. Nó có một lưỡi thôi. Của Super nó có để chữ gia băng ha. Cái này để người ta xài cái góc hẹp. Yulo nó lăn ngon lành ha. Nó mình dặn lại gì thì nó nhỏ xíu thôi. Nó gì nữa ha. Vì mình đo nó khoảng chưa tới 5 phân nữa. Ha. Đó cây này nó gọn nhỏ vậy đó. Bán 200 ha. Bán 200. Nó là B269. B270. Có tai lã. Tai lã này nó bị mẻ một cái lỗ á. Anh em lưu ý ha. Anh em nào xài được thì mua ha. Mình lấy bãi thì mình biết nó mẻ lỗ này anh em, nhưng mà nó đẹp quá. Ha. Đi bãi như khi không có đồ anh em mua. Lại đi thế này nó mẻ cái chân này nè. Cái chân này là chân 1/4 á. Anh em thấy không? Nó chỉ bị mẻ một cái chân đó thôi ha. Đó. Còn lại là mấy cái chân kia còn xài được. Của Tapco ta có để chữ sao băng nè. Em lưu ý ha, một cái chân này bị mẻ. Đó. Mấy cái kia thì còn ok ha. Bán 150 ha. 150, chuyển khoản bao ship nha anh em. 150 ha. Mã hàng là B270. B271 bán cái Eto á. Có một cục Eto ha. Cái này ngàm mở ngàm là chín ha. Nó cao lên hết gì nè.
khoảng 14. Để mình dặn cái ngàm ra đó. À, hiện tại cái ngàm nó thì nó vậy đi, mình quay trước vậy đi ha, để hồi mở ra mở vô mất công người ta có xài lướt thôi, tình trạng nó vậy ha. Đó, quay sơ quan dòng ha, đó là 3 1/2 inch Euron N735, chỗ này nó ố sắc sét, anh em về vệ sinh lại là đẹp, cái này nó còn đẹp. Để mình mở cái ngàm đi, cái này ngàm mở lớn lắm. Đó. À, mở tới đây khoảng 7 phân rưỡi ha, đó khoảng 7 phân chứ lại là anh em sẽ ok nè, có đốm chữ da băng ha, đây nó có nằm bãi ố ố thôi chứ cây này là đẹp rồi, cái miệng nè đó ha, bán 1 triệu 120 ngàn ha, 1 triệu 20, mã hàng là B271 ha, 1 triệu 20 ngàn, chỉ khoảng bao ship ha. Lên mã B272, bán cây kẹp mát. Mình đo về 5 phân ha. Đó 5 phân. Cái miếng này nó đồng. Chỉ có miếng này đồng thôi. Chỗ này để anh em đúc cọng dây vô, anh em dặn lục giác lại chỗ này ha. Giặt luôn, giặt dặn lục giác lại thôi. BXE300 ha, còn cái này là sắt. Bán 150. Mã hàng là B272. B273. Có kìm hàng. Ha, cái này cũng cũ. Không ra mấy kìm hàng lấy không được đẹp đâu. Mình đo 20, gần 22 ha. Nên nó có sần sần đây nè. Nó dính gì á. Đó cũng xài nhiều nè ha. Nó cũng cũ rồi. Đó ha, mình quay cho anh em nhìn. Ở đây nó có bể miếng ha. Bể chỗ này. Nên anh em thấy chỗ này người ta có xích qua đen chút, nó bể chút chỗ đó đó. Mà quan trọng là nó kẹp còn cứng thôi. Mấy này thì nó kẹp cứng nhắc, kẹp là khỏi nhúc nhích luôn. Nó cũng cũ vậy đó nè. Nó có để số là 300 dưới đây ha. Cái này của Sanitsu nè. Bán 330 ha, cũ cũ. Mã hàng là B273. B274. Bán mấy cặp cáo ép, có cặp cáo ép ha, cặp này nó chỉ nó là 300 nè, ta để nè 300 nhân cho 80, chiều dài nó mở ngàm gì nữa anh em, là 3 tấc ha, mở ngàm gì là 3 tấc, lột lọng về là 8 nè, à ha, có đựng cặp 3 tấc, có ố chỗ này lắm nhưng mà còn ok ha, nó hàng bãi nó vậy là ok rồi, cao su nhựa còn ha, 1 cây, cái thứ hai cũng sai cái đó luôn, cũng ố ở chỗ này luôn, 380 luôn ha, còn cao su có đựng cặp ha, cặp 3 tấc, bán 380, mã hàng là B274 ha. B275 có 1 cặp 2 tấc rưỡi, 2 tấc rưỡi 1 cặp, 3 tấc 1 cặp ha. Ta để 250 nè. Ha. Mở ngàm là 2 tấc rưỡi. Ha, mở mà ngàm là 2 tấc rưỡi, lọt lòng như vậy là 8 ha. Còn cao su luôn. Cũng cũ ố ố chứ cũng còn im.
280 đó, có một cặp 2 tấc rưỡi, 2 tấc chứ 200 ha. Nè cặp này 2 tấc, cặp kia 3 tấc, bán 320 cặp này ha. Nó hàng là B275 cặp 2 tấc, B276 bán cây súng xịt hơi ha. Cái này của Kinky á, cũng cũng cũ nhưng mà cũng còn được. Nó dài hết gì nè, có khoảng 23 ha. Của Kinky có đầy chữ da băng nè, phần này nó có ố ố ha, nó gắn vô gì nó không xì là nó ok không ha. Đó ha, đây không có vệ sinh nó đó nè, bụi không à. Lấy về mới đút cái cây vô thử, bán 250 ha. Nó là B276, B277 cũng có con cây nữa đấy, MD100 có đóng chữ da băng luôn ha. Nè thương hiệu của nó nè, để là mắt đó ha. Đây cái dòi ngắn đo về khoảng 17 đó ha, gắn vô gì nó không xì là ok à. Bán 200 ha, 200 ngàn. Đó là B277, B278 bán cây súng phun sơn cũ ha. Đó là Inventa, nó có đóng dấu díp nội địa nè, nó cũng cũ cũ anh em. Bình sơn này nó cũng cũ, nó mình cũng không có chùi rửa vệ sinh bên trong đâu ha, mình chỉ là trả bên ngoài thôi. Cái này mình bán cho anh em nào biết về dọn lại ha. Đó tình trạng nó vậy, rút nó ra được, mình chỉ kéo cái này mình rút ra, mình lấy bàn chải đánh răng mình chà cho nó sập để mình gắn da nó vô cho anh em nhìn ha. Đó cái này nó vậy, gắn nó vô cái lò xo gắn ở đây ha. Cái này là mình không có vệ sinh bên trong cây súng đâu, anh em về tự dọn ha. Bán kiểu như giống như bán mù á nè. Để mình kiếm dây mình thử ha, cái phòng dây hơi mình thử thử cho nó không có xì là ok rồi, rồi phòng còn lại anh em về anh em tự dọn. Chiếc này nó không có vô hơi ha, nhảy gì giờ bóp nó mới có hơi nè. Ha, bán tình trạng giống như bán mù á nè, cho anh em về tự dỗ ha. Cái này nó xài gian 13 đó, mình đoán vậy là nè, 13 nè ha. Đây nó xài bét, để mình coi đây nó có để số 2 ha, bên đây để 1.3 đó nè ha, 1.3 nè ha. Cái này anh em về tự dọn nha anh em, mình nói vậy thôi ha. Bán cái kiểu như cho anh ta dọn á, là tình trạng mình mua bãi nhiều khi cây này mình mua mình cũng lời mỏng mỏng thôi. Ở đây thì người ta có dặn khờ ha, có dặn nhiều nó cứng, ở đây dặn cái nút này nó có khờ, cái nắp này của nó luôn nó ISH nè ha, nó cũng xấu vậy đó. Cái này bán 500 ha, mấy hàng là B278 500 chuyển khoản bao ship ha, B279
mình cũng có cây nè, cái này nó để là F75 Max Pro, dòng này mình ít bán nè, nhưng mà chỗ này đi bãi không có lấy bán lại á. Nó có đóng chữ sao băng nè, cái này mình thấy nó không xịn bằng cây kia đâu, kệ bán cho người ta xài được gì người ta xài. Cái này thì cái máy này nó không có để số bét bao nhiêu hết á, ha, nó không có để, nó có mấy cái 4-5 cái lỗ mà nó sơn nó bị dính bít á, nên mình cũng kiểu bán mù luôn em ơi, cũng cũ cũ ha. À, giờ anh em tự dọn. Cái này thì mình cũng mở, mình rút cái kim ra thôi. Đó, cái kim nó như vậy nè. Nên khi ta nói cái này nó cũng quan trọng lắm. Đó. Trong đây thì nó chống phọc vậy đó ha. Nó không có cái miếng sắt chặn giống với cây Inventa, không có miếng đồng, nó chỉ vậy thôi. Mình thì cũng mới bán cây này đầu tiên, không có bán. Hai cái bình này thì nó dính vô vậy. Đây xài cái đuôi gà như gì, mà đuôi gà này nó xét quá rồi, không biết nó có xì không ha, để mình thử cũng còn được ha, bấm nó ra mà nó không xì nè. Để mình kiếm cái đuôi có mình dặn mình thay cái đuôi khác cho anh em ha, cái đuôi này mình thấy nó cũ quá, mình kiếm cái đuôi có mình thay, không có thôi ha, có mình bỏ theo cho anh em về tự thay đó. Mình bán 350 ha, 350. Cái này thì cũng kiểu như bán mù anh em, giờ tự dọn ha, cũng bán cái kiếm mỏng mỏng tiền lời thôi anh em, chứ cũng không có lời nhiều ha. Bán 350, mã hàng là B279. B280. Bán cộng dây á. Cộng dây đa với cái có cái điểm lưng. Cộng dây này nó khoảng hơn 5 phân xíu ha. Nó dài khoảng 1m2. Còn điểm lưng này thì nó đại khái thôi nè, nó khoảng 6, hơn 6 tấc ha, phần đệm lưng nó hơn 6 tấc chiều dài á, còn chiều ngang nó được cỡ 1 tấc nè, khoảng 9 phân ha, bị ngang được khoảng 9 phân. Cái đệm lưng này cũng còn được, nhưng mà nó có chỗ này nè, nó có xúc xấu đâu đây nè, kêu chỗ này chỉ có bị chỗ này thôi ha, nè chỗ này nó bị sừ lông, chỗ này người ta đeo cái gì nặng quá nè ha, chỉ bị chỗ này thôi ha, bị chỗ này, còn lại là ok ha. Đó, cộng dây này với cái này mình bán 270 ha, mã hàng là B280. Cái này thì của Fujidenko, nó có để chữ ra băng ở đây nè ha. Đó, còn cái điểm lưng này chữ nghĩa thì nó vai mất tiêu, giờ nó cũng dày lắm, nó cũng còn im ha. Nào quay đại khái vậy cho anh em thấy, bán 270 ha, cái cộng dây đai với cái điểm lưng, nó là B280, nó là B281, bán cái móc dây, cộng dây này nó khoảng 1,5 m ha, nó không có thắng, không có thắng lợi ha, mình kéo đi luôn, mình bấm là nó cái lúc này nó thâu lại thôi, mình kéo nó đi, mình bấm lúc này nó thâu lại đó ha. Thương hiệu của nó nè, cái móc này nó gì, móc mình đè trên đây nè, đè đây mình mới bẻ nó xuống được ha, cái móc này cũng còn đẹp. Cái móc bán 240.000 ha, mã hàng là B281, lên mã B282. Có hai cái muỗng kem á, nó dài 20 ha, nó cũng xem em, cái này đường kính nó khoảng 4,5 phân, cái nhỏ đường kính nó khoảng 4 phân ha, có hai cái, cái này nó inox không à ha, nó cũng xịn lắm, cái này xài biết nào hơn
Có hai cái. Nice. Nó lại chữ rồi nghĩa gì ở đâu đây nè ha. Đó. Anh em thấy ở trong này không? Nó có đóng chữ, mấy cái này xịn lắm, mình có bán thường, lâu lâu mới có thôi. Bán cái này nhiều khi bán cho có món cái này. Bán 160 ha, mã hàng là B282 hai cái ha. Mã hàng B282 hai cái. Bán 160. B283 bán cây suốt cặp. Cái này tất gửi ha. Mặt số còn tương đối. Cái miệng khích cái mỏ ở trên thì nó có cấn, nó có tà mỏ ha. Cái này anh em về giũa lại ha. Mặt số với cây đo chiều sâu còn đó ha. Nói chung là trên đây nó khích thôi, nó khích ha. Còn phần này thì nó đã tà rồi, tà đầu nè. Anh em về, anh em nào biết cái về giũa nó lại vẫn xài được anh em, chứ nhiều khi mình bỏ cũng phí ha. Do như vậy kiếm đồ không có ra đâu. Đó, cái này nó vậy ha, có đúng chữ gia văn. Mặt số còn rõ đẹp. Cái miệng khích. Có đúng dấu díp nội địa đây ha. Bán 300 ha, mã hàng B283. B284. Bán cái díp đóng. Cái dít đóng. Cái này được kính đo được 31,7. Đo hết về nó khoảng 14 ha. Xài đầu 1/2. Đó ha. Hiện tại cái mũi này khoảng BH3 đó. Không có mũi nè. Cứng ra nè, phải đóng cái gì mới được. Đó. Cái này của vệt sale á. À, nó để vệt sale thôi ha. Nô 2.500 nè. Ngoại hình người ta có xài qua ha. Có gõ nè. Đảo chiều thì mình thấy còn ngon lành nè. Cái mũi này BH3 không có mũi nè em ơi. Bán 360 ha, mã hàng là B284. B285. Bán cái cơm ba. Cái cơm ba này dài khoảng 33 ha. Cái này bữa mình có hai cây, bữa nay có đựng cây ha. Đó. Đó cái bán kính nó khoảng 28 ha. Bán kính anh em khoảng 28. Cái hàng nó vậy. À, cái đầu nó vậy ha. Đầu nó lơi lơi ra vậy đó. Nó có đúng chữ ra bằng đây nè. Nó đây SK thôi, nó vậy thôi ha. Bán 160 ha, mã hàng là B285. B286. Bán hai cây thước. Có hai cây ha, cái này của Sinwa, nó xài hệ in. Cũng có hơi ố ố ở đây xíu. Giờ anh em vệ sinh thêm. Với cây thước gấp. Cái phần này đồng, cái thầy này thép ha. Có hai cây. Bán 170, mã hàng B286. B287. Bán cây rút ly V. Có cây rút ly V nè. Cái này của Lotte LH L002D ha. Có chữ ra băng, có ố xét xét nha anh em. Chốc sơn á. Cái này nhôm, cái này là thép. Người ta sơn lên
cái nút này thì còn đúng mà nó có hơi cũ cũ. Hiện con V này thì nó khoảng chắc 3 ly á nè, 3 ly ha. Rút ok. Cái này sẽ rút có hai cái gì trời. Mỗi bữa rút tới 3 lần. Cái này nó có đầu 2 ly đầu lớn. Đầu 3 ly. Này rút 3 cái ha. Đó, cái này nhưng mà anh em vô đồ này rút chừng 2 cái là đứt rồi. Và nó dậy lên á, cái này ok hết, đứt cái quay sao thôi, bán 330 ha, bán là B287, B288, con cây rút đi về này. Cái này thì cũng đứt cái đuôi, lấy dây gân cuộn, kiểu nó khác thôi, khác cái model, Lotter HR002 ha, kiểu này nó vậy, cái này thì nó ngắn hơn cái kia. Mình đo về nó khoảng 24 năm thôi ha. Đó. Để mình rút thử. Này cái số rồi cũng đúng số ha. Ha. Cái này cũng giống cái kia thôi, rút hai cái thôi. 2 ngược 3 thôi, anh em vô độ rút là hai cái à. Đó ha, rút là ok. Mấy cây của Lotter này rút ok đó. Số đồ cũng đúng ha, hơi cũ cũ thôi. Bán 300 ha. Bán là B288. B289. Bán cái chảo. Cái chảo số 4 á. Cái này của AGM. Đo về 13 ha. Tay chảo đo 13 năm. Ngang gì đó 15 ha, vít me còn đẹp, có xây gân miệng còn tương đối, của AGM ha, nó có hai cái lỗ tăng đưa ố ố anh em, có ố ố nhẹ thôi. Lai một con bù lon này ha, với con tán này đó, bán 380, mã hàng là B289. B290. Máy kìm phe. Kìm phe này kiểu này nè, em biết xài gì mua. Cái này của top. Nó vung ra về được khoảng 2 phân rưỡi ha. Chỗ này nó về khoảng 1.9 ha, ly 9. Mình ngang gì mình đo nó khoảng 0. Khoảng 7 ly ha. 7 ly. Nó dài nó vậy đó, chiều dài nó 20. Cái này của top với chữ top ở đây là mờ mờ, nó mờ mờ ở đây nè. Đó, kể nó đi em ơi, nó có đóng chữ được rồi ha, nó mờ thôi. Bán 170, mã hàng B290. B291 có cái kìm phe phe trong, cái này nhỏ mình đo gì khoảng 14 của super CH0 8 đến 25, nó gặp nó để vậy đó. Cái này thì mình đo gì nó 0.7 ha, 0.7 ly cái mũi phe nó đó. Mười sáu ha, là 1/6 nè, nó bung ra hết á, ha, 1/6, cái này bán 100.000 ha, mấy hàng B291, B292, có cây này, cái này để kẹp gì á.
Kẹp là dính đó, cái này tao để kẹp cái gì mình không rõ đâu, anh em xài được gì xài hết đó, mình đo gì nó khoảng 23 năm. Nó hình thức nó gì đấy, Colombia, nó để vậy ha, đây có để chữ gì nè, nó vậy thôi nè, chỗ này thì nó khoảng phân thôi, về khoảng phân rưỡi ha, chỗ này nè, đó, cái này nó vậy, bán 250 ha, hay là B292 bán 250. B293 có đồng hồ đo nè, đo diêm mình để tới đây nó trùng cái điểm không á nè, rồi mình đo thôi, cái này nó cũng xịn, có đống chữ da băng ở trong á ha, đó cũng như mình đo cái này đi, ở đầu này đi, anh em thấy không, 3 ly nè, đúng luôn nè, đó ha, đó cái này đo cũng tương đối thôi, không chính xác bằng cái điện tử đâu ha, tại điện tử nó tính cái số nhỏ được, nhưng mà tình trạng cái này nó cũng còn đẹp đó, nó cũng gọn hơn, mình để xuống hết gì thì nó khoảng hơn 8 phân xíu ha, mình ngang chỗ này mình đo nó khoảng hơn 5 phân xíu, bán 230, bán hàng B293, B294, mình có 3 cái vít gom bán hết ha, 3 cây, 3 cây bán chung, cái này đảo chiều, quay từ cây đi ha, nó xài mũi 6 ly 3 đó, ha. Đó, mỗi 6 ly 3. Cái này gạt xuống thì qua lại chứ giữa thì nó cứng. Kiểu nó vậy, dưới đây cái chỗ nó để người ta để cái mũi vít vô. Nó vậy đó. Cái này thì nó có đóng chữ ra bằng đâu đây nè. Chỗ này thôi. Một cây. Cái vít này thì nè vô gì? Tại vì kéo nó ra nè, nó hơi xét xét anh em về vệ sinh lại ha, nó có nhiều cái mức à, ví dụ mình đẩy nó vô tới cái mức nào nó cứng là mình xài, mình kéo ra kéo vô được ha, tăng đưa được, giờ vệ sinh thêm thôi, mà cái này không có đảo chiều ha, mà cái này nó cũng xịn, cái này của Sunlat có đóng chữ da băng ha, đó mũi 6 ly 3 luôn, 2 cây, cái này thì đảo chiều, xài mũi 6 ly 3 luôn ha, cái này thì dài đảo chiều nè, trong đây thì nó có để mũi vít mà hiện tại mình không có mũi vít ha, đó cái này của về sale luôn nè, có 3 cây ha, gom vô bán luôn anh em, anh em ta có xài gì xài bán 3 cây, bán 180 ha, giá không nghị, 3 cây vít bán 180, mã hàng B294, mã hàng B294 cũng là mã hàng cuối cùng của clip hôm nay. Mình chân thành cảm ơn anh em cô chú bác đã dành thời gian xem clip của mình. Hẹn anh em cô chú bác vào một cái clip sau. Bye bye.